Thiên Thanh xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị nghe truyện Đời Nhảy Toán, Lôi Hổ Nha Kỹ Thuật của tác giả Lôi Hổ Nguyễn Văn Hải. Khác hơn thường lệ, chiều nay mới 4 giờ, toán chúng tôi đã được ăn cơm. Xong một lần nữa, lệnh kiểm soát lại đồ đoàn. Toán chờ xuất phát. Thiếu úy Phạm Ngọc Điệp, trưởng toán, sáng nay đã bay cô VOV-10 quan sát bãi đáp. Dự thuyết trình mục tiêu, chuyến này trung sĩ Trần Quang toán phó, phụ trách điện đàm, còn lại 4 toán viên biệt kích quân, gồm tôi, biệt kích quân Nguyễn Văn Hải, thông dịch viên, biệt kích quân Nguyễn Duy Châu, khinh binh, biệt kích quân Lê Thanh Hào, M79, sau cùng là biệt kích quân Nguyễn Mạnh Cường, đoạn hậu. 6 người trong toán được nhấc lên chiếc xe bích bùng đậu trong sân. Đây là căn cứ được xây dựng đặc biệt để người bên ngoài không nhìn thấy gì bên trong. Thiết kế 3 dãy nhà liền nhau tạo thành chữ U. Mọi cửa phòng bên trong mở ra chung một cái sân. Phía trước cái cổng sắt đặt liền luôn có người gác. Cửa đóng im ỉm. Đó là căn cứ biệt kích nằm trong phi trường Nakhon Phanom. Xe bích bùng mở cửa sau rồi gia khớp vào cánh cửa hông của chiếc trực thăng CH-53. Bằng cách này, người bên ngoài không thể nhìn thấy được cái gì chuyển từ xe lên trực thăng. Tức thì, cánh cửa trực thăng đóng lại ngay, rồi tiếng đề ba của động cơ cánh quạt rít lên, từ từ xoay, nhấc bổng rời bay đi. Nhìn qua khuôn cửa, trời đã nhạt nắng. Lên đến cao độ, trực thăng bay với sự hộ tống của hai khu trục cơ A1 Skyranger đến từ lúc nào và đang bay kèm hai bên. Xem đồng hồ đã qua nửa giờ bay, nhìn qua cửa, bóng chiếc Covey OV-10 ánh lên cùng nắng chiều tà. Thiếu tá Thụ, Nguyễn Văn Thụ, sĩ quan điều nghiêng và không thám, ra hiệu cho toán chuẩn bị. Một thượng sĩ người Mỹ đã đứng trước cuộn thang dây, không có bãi đáp, toán được xâm nhập bằng thang dây, trực thăng nặng nề hạ độ cao. Ngoài cửa sổ, chiếc A1 đang lao xuống dọn bãi đáp bằng đại bác 50, tiếng như bò rống. Toán đã sẵn sàng, trực thăng ồ một tiếng lớn, rít lên rồi từ từ đậu bên trên ngọn cây, bao quanh một hố bom trống trải. Toán từng người một, leo bám vào dây thang, lẹ làng đáp. Toán đã tiếp được đất an toàn, coi như xâm nhập thành công, có tiếng rên và tôi quay ngoắt lại. Cường nhóc sau nửa mặt đầy máu. Nhanh như cắt, tôi nắm lấy máy truyền tin từ Quang, gọi cô Vi báo cáo tình hình và mô tả vết thương. Nhìn máu chan hòa nửa gương mặt, Hào đang lây quay phụ băng vết thương. Trước tình thế, tôi thật sự nghĩ là nghiêm trọng và xin triệt xuất. Hỏi nguyên do, chỉ vì cạnh ngoài chấn thang tự nhiên đập thẳng vào đầu. Người Mỹ trên cô Vi hỏi lại một lần nữa, tôi đáp chắc chắn cái đầu nó bị bể. Thế rồi lệnh triệt thoái được truyền xuống. Trực thăng trở lại, 6 người leo lên thang. Lựa chỗ cho đủ đứng rồi móc cái móc từ người vào thang. Thiếu úy Điệp, người cuối cùng ở vị trí cuối thang, ra hiệu trực thăng bay đi. Về đến phi trường Nakhon Phanom, trời đã về đêm. Dưới ánh sáng đèn trên trực thăng, tôi thấy Cường nhóc ngoài cái băng trên đầu, trông nó như chả làm sao cả. Tôi giật mình khi người y tá vào trong khoang tàu săn sóc vết thương cho Cường. Thiếu tá Thụ đứng bên ngoài, tỏ vẻ lo lắng vì vết thương quá nhẹ. Xe bích bùng chở toán, đang đường về căn cứ. Ngồi trong xe, ai ai cũng tỏ vẻ ngượng ngập, nhất là tôi và Thiếu úy Điệp. Nhìn cái băng cá nhân tí tẹo trên trán Cường nhóc mà thấy xốn sang trong dạ và chuẩn bị đối phó bởi báo cáo của mình không xác thật. Xe đã vào trong sân căn cứ, thiếu tá Thụ vội vàng trước nhất xuống xe đi thẳng vào phòng hành quân. Dãy nhà bên, hai toán người thượng nhìn có vẻ soi mói trong ánh đèn pha trên cột cao dồi ánh sáng chói chang xuống sân. Một trung sĩ người Mỹ gọi tôi và Điệp lên phòng hành quân. Cửa vừa mở, hai tôi bước vào chưa kịp giơ tay chào, đã gặp ngay nét mặt nộ khí xung thiên của thiếu tá người Mỹ trưởng căn cứ. Sau một hồi dữ dằn mắng chửi với khoa tay múa chân, khỏi cần thông dịch, ông ta giờ có vẻ nguôi
và đang giải thích về chi phí cùng những khó khăn của một quá trình xâm nhập. Thiếu tá Thụ đứng bên hoàn toàn im lặng. Bây giờ thì... Này các anh, với tư cách trưởng căn cứ, tôi tuyên bố toán của các anh đang trong mục tiêu. Rồi tiến đến bắt tay Thiếu úy Điệp và vỗ vào vai tôi, giọng ông nói gần từng tiếng. Nhớ, đừng quên học thêm tiếng Anh bạn ạ. Thiếu tá Thụ đánh thức chúng tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng, thông báo 30 phút nữa toán được đưa ra sân bay. Cường nhóc ở lại Nakhon Phanom. Toán còn lại 5 người hành quân. Chiếc MC-130 Blackbird loại có râu móc trước mũi để bóc toán, theo kiểu Rambon 007. Cửa sau đã mở sẵn, chờ đợi cửa sau của xe bít bùm chở toán. Thiếu tá Thụ không đi theo, máy bay lập tức ra phi đạo rồi cất cánh. Hơn nửa giờ bay, giờ phi cơ đang chuẩn bị hạ cánh. Cái cảm giác nặng trịch trong lòng cùng buốt hai tay tạo cho tôi cảm giác bay bổng nhưng rất khó chịu trong người. Một xe GMC chạy đến tận cửa sau máy bay đón chúng tôi. Nhìn vào nóc xây trước mặt, trên nóc nhà hàng chữ phi trường Kon Tum. GMC chở toán đến một khu vực cũng nằm trong phi trường. Trên sân 6 chiếc kinh bi sơn màu Blackbird đang chờ sẵn sàng cất cánh. Từ trực thăng, cảnh núi rừng trùng điệp, bên dưới đám mây trắng kéo thành một vệt dài dưới ánh nắng như chưa đủ sức làm tan loãng. Gió phần phật lóc vào, làm răng rắc trên mặt cùng tiếng ầm ì của động cơ trực thăng. Người xạ thủ trực thăng cạnh tôi mời thuốc hút. Đảo một vòng, trực thăng chở toán bắt đầu đáp xuống. Theo sau những chiếc đã xuống trước, đoàn khinh bi 6 chiếc chỉ chở 5 hành khách. Dưới bãi đáp, một trung úy người Mỹ thông báo phi hành đoàn cùng toán trưởng vào dự thuyết trình. Ngay tức thì, Thiếu úy Điệp đưa cây K-15 cho tôi rồi vào phòng hành quân. Hai chiếc khinh bi cất cánh và một trong hai chở theo toán vượt qua những ngọn đồi thoai thoải tiếp nhau, xa xa dãy núi xanh mờ trắng ngang, gió dữ dằn tung lốc ào ạt quanh quanh. Những đám mây lạ lạc bất thần tạt cái lạnh êm êm. Hai chiếc Cobra đến từ lúc nào đang song hành hộ tống. Sự phối hợp không quân bài bản, nhuần nhuyễn với độ chính xác cao. Dưới kia, dòng sông đỏ ngầu màu đất ngoằn ngoèo chia cắt giữa núi cao và đồi cây. Xa kia, từng mây trắng như cố bám lấy núi rừng. Và tuyệt vời hơn nữa, những đám mây mỏng nhỏ lang thang tạo thành bức tranh thần tiên lãng đãng. Người xạ thủ trực thăng ra dấu chuẩn bị, nhìn ra ngoài đã thấy rõ chiếc OV-10 bay đằng xa. Theo thuyết trình, hai chiếc khinh bi sẽ đáp xuống cùng một lúc hai bãi đáp khác nhau và chỉ có một chiếc là chở toán nhằm đánh lừa địch. Trực thăng hạ độ cao, chiếc Cobra đang dọn bãi bằng Đại Liên 6 nòng và M79 tự động. Bằng vào một động tác hạ nhanh, trực thăng sát đất rồi trường xa một quãng, đáp vội trên con suối cạn, đá lởm chởm, toán chúng tôi nhanh chóng thoát vào rừng cây. Cơn mưa ngày qua để lại dấu tích dễ nhận trên bề dày của lá rụng, nơi sinh sản và cũng là căn cứ của loại vắt độc hại. Mùi khai nồng hăng hắc của cây lá bung lên như muốn giao tình với ánh nắng trên cao, nhưng nắng chẳng đủ sức xuyên qua tán cây xòe rộng dù rằng nắng đang trực diện với đất. Lặng lẽ chúng tôi cố gắng di chuyển thật nhanh để tránh cái lộ của bãi xâm nhập. Khi máy bay đi rồi, chắc chắn ở gần đây địch sẽ đến và thám thính. Dự đoán không lầm, khi anh em ngồi nghỉ rồi ăn trưa, đất vẫn còn nhão. Thêm sự tĩnh lặng, lẫn tiếng thú rừng thi thoảng âm vang rồi vọng lại. Tiếng súng địch bắn để báo động cho nhau. Rõ nhất vẫn là tiếng gà rừng, mà tất nhiên không thể thiếu ở bất cứ một khoảng rừng nào. Thiếu úy Điệp cùng Châu đang căng lại bản đồ lấy phương hướng. Hào thì vẫn cái mùi mắm ruốc xã Kinh Niên mà mỗi chuyến hành quân, vợ tịch thu hết lương khô, xong phát cho một hũ ruốc xã để có ăn dè được cả tháng. Có tiếng COVID lên ba vùng, tôi mở điện đàm chờ đợi. Toán phó Trần Quang đã giao điện đàm cho tôi để thế chỗ Cường Nhóc đoạn hậu.
tiếng đại úy Jin, Trần Trung Jin. Trên cô Vi gọi toán, tôi chuyển ngay bức điện đã làm sẵn, rồi nhanh chóng di chuyển, đâm sâu vào mục tiêu. Khu rừng thật rậm rạp, Châu vất vả lắm để mở đường, len lỏi, lạng lách, đánh vật với cây rừng. Khi mà yêu cầu đi đúng đường, chốc chốc, hắn lại xem la bàn. Thiếu úy Điệp đi kế Châu, cây Kha 15 luôn sẵn sàng bảo vệ. Trời quá chiều, ánh nắng hát những tia cuối cùng, mũi như vả vào mặt và bắt thì nhiều vô kể. Nó đi tìm mồi như người làm siết, di chuyển uốn dẻo thân mình, rồi bung tiến tới mồi rất chính xác, nếu chúng tôi lộ ra khoảng da thịt. Điệp đã chọn được chỗ nghỉ ăn cơm chiều, có tiếng hú vọng lại, trầm ấm, lan tỏa rồi hình như là dội lại. Trên tán cây lao sao tiếng chim gọi nhau, thiếu đi giọng hót mượt mà ban mai. Tiếng súng địch quân vẫn thi thoảng nổ gọi nhau hay báo hiệu gì đó. Tay lấy lọ thuốc mũi, xoa thêm vào mặt và tay để đối phó với sự tấn công quyết tử của vắt và mũi. Nhá nhem tối, toán đi tìm chỗ ngủ. Lý tưởng nhất vẫn là gốc cây to, rễ bạch. Trung sĩ quen lên đi đầu, di chuyển êm, chậm chạp và cẩn thận nghe ngóng. Trời tối hẳn, ánh trăng tỏa vằng vặc từ lúc nào. Đứng nghe ngóng một hồi lâu, thiếu úy Điệp ra lệnh ai hút thuốc thì hút đi, cẩn thận vì thuốc tỏa rất xa và đó là cái mùi không có ở núi rừng. Kinh nghiệm cho thấy, có toán địch theo dõi cả ngày. Đêm đến chỉ vì mùi thuốc lá dễ nhận, địch âm thầm bao vây và tấn công. Xong, quan gài lại trái mình M14 rồi di chuyển tìm chỗ ngủ. Địa điểm ngủ đêm đã được đồng ý, toán chúng tôi hạ bàn tòa. Một đám mây đen lao thẳng vào mặt trăng, trời bỗng tối sầm rồi lại sáng. Ba lô là gối, lá cây rừng làm nệm. Dưới ánh trăng, từng ngọn gió nhẹ lay động cây lá, truyền tải ánh sáng phản chiếu lung linh. Cảm giác như lạc vào cõi kinh dị. Nghĩ bụng, phải nhắm mắt lại ngay và đừng suy nghĩ cố mà tìm giấc ngủ. Đây là một kinh nghiệm. Vì đã có những toán viên không ngủ được trong tình cảnh này, đã thúc thích khóc gọi mẹ để rồi bị chế giễu và sa thải. Hay những toán viên đào ngũ chỉ vì đã từng để lại tiếng thở dài trong đêm hành quân. Trời sáng, sương đêm còn ướt nơi ngực, là đà quẩn trong gió. Sương mù mỏng dần theo gió núi lành lạnh. Thông lệ toán có một tiếng đồng hồ để vệ sinh và chuẩn bị cơm nước trong ngày. Khinh binh Châu trở lại vị trí dẫn đầu, giờ đang cùng thiếu úy Điệp căn lại phương hướng. Xong, Điệp đưa cho tôi bức điện tín vừa viết bằng mật mã. Bất giác tôi nhìn Châu. Khăn màu lá cây cột trên trán, cái răng vàng nhìn rõ bởi cái miệng hắn hô. Trên gương mặt lầm lì, xa vắng như nhớ vợ. Tự nhiên tôi bật lên tiếng cười. Lệnh di chuyển, ngoái lại thấy Trần Quang đang xóa dấu vết. Tiếng súng báo hiệu hôm nay, bên này đã trả lời. Cánh rừng bớt rậm nhưng cây lớn nhiều. Thỉnh thoảng vài trái cây ném xuống từ trên cao. Nhìn lên thằng khỉ đang nhăn răng cười tay gãi gãi vào nách. Không gian bao trùm, âm thanh núi rừng, nắng chết trên cao, sưởi ấm cái lạnh bên dưới. Nhưng không đủ sức. Châu bất thần ngồi xuống, tay ra thủ hiệu dừng lại. Mắt nhìn Điệp và tôi. Quan sát động tĩnh rồi ngó về phía trước. Một con đường mòn chắn ngang hướng di chuyển, phân công ba người yểm trợ, Điệp và tôi lum khum đi lên thám thính. Con đường rất ít lá cây, có nơi nhẵn nhụi, lạ lùng nơi kia loang một bụng nước nhỏ như có ai mới vừa tiểu. Hoảng hốt, tôi kéo Điệp trở lui, miệng lầm bầm. Đồng chí Mái. Điệp hỏi lại, sao hãy biết? Đến nơi đồng đội đang chờ, tôi giải thích. Vết lỗ đáy nhỏ, sâu, in trên đất, tại vũng nước loang tròn. Hạn chế thì dứt khoát đó là tác phẩm của phụ nữ, các bà, gọn ghẽ và thẩm mỹ. Thiếu úy Điệp phất tay ra dấu, vượt đường mòn từng người một, yểm trợ lẫn nhau, đi trên lá cây. Bở hơi tay, chúng tôi đến được nơi có thể ngồi nghỉ. Có tiếng cô vi trên bầu trời, Điệp vội vàng thêm vài chi tiết vào bức điện. Đại úy Jin từ cô Vi đang gọi toán,
Tôi trả lời và mau chóng chuyển ngay bức điện. Bây giờ tôi mới nhận rõ thiếu tá Thụ Trenkovi, hai ông đều nói tiếng Bắc nên dễ lộn. Tiếp tục tiến vào mục tiêu, nửa tiếng ăn buổi trưa, Toán vội vã di chuyển để tránh địch theo dõi. Châu dừng lại bên tảng đá cao ngút đầu, ngồi xuống rồi đưa tay chỉ. Một con suối rộng, nước chảy lặng lờ trên kẽ đá. Xa xa mà mắt thường có thể nhìn thấy, bên bờ suối, trên dốc thoai thoải, nép vào những hàng cây cao, hai dãy nhà bằng cây rừng tre lá, ẩn nấp dưới những tàn cây, thấp thoáng vài bóng người. Bên này suối, xa hơn một tí, những ngôi nhà ngắn và nhỏ, lọt sâu giữa những tảng đá lớn, vài tên bộ đội đang lấy nước. Toán nhanh chóng di chuyển càng xa càng tốt, nhắm hướng hạ lưu, thấy có vẻ ổn, Toán dừng lại bàn bạc và đồng ý xin không kích. Định vị trên một vị trí có vẻ kín đáo và thuận tiện cho tác chiến. Tôi vừa ăn trưa, vừa lo bắt liên lạc với COVOV-10. Nhưng không được, đành phải xài tới hệ thống máy cấp cứu P-90. Một lúc sau, khọt khẹt và tiếng trả lời hỏi. Sóng cấp cứu của ai lên tần số? Tôi thông báo mật danh và được trả lời hãy đợi. 10 phút trôi qua, động cơ ì ì của cô Vi càng lúc càng rõ. Trong máy PRC-74 đã nghe rõ tiếng gọi Toán, một ông tay điều không, trả lời mật danh và chuyển lên bức điện khẩn. Tôi yêu cầu không quân. 10 phút sau khi nghiên cứu bức điện và điều không, lời yêu cầu được chấp thuận. Báo cáo với Điệp, hiểu ý, Quang và Hảo lẳng lặng lấy trong ba lô 2 trái Claymore, hỏi ý Điệp nên gài ở đâu. Chớp nhoáng, Toán đã ở vào vị trí chiến đấu, nép vào góc 2 cục đá lớn. Giữa cái PAC-74 ở vào nơi tương đối an toàn. Tôi đang ở giữa 4 đồng đội, trên từng cây cao sau lưng. Tiếng kêu ré lên, đuổi nhau ầm ì của đàn chim, chúng đang tung chưởng đánh nhau. Cô Vi lúc này đang vòng trên đầu chúng tôi. Hắn gọi Toán và xin mở cửa sổ. Ý muốn thấy vị trí Toán bằng chiếu gương. Tôi cầm cái gương đưa lên mắt, ngó hướng mặt trời, lấy ánh sáng hội tụ tròn mờ trong gương và qua lỗ nhắm giữa gương, chỉnh điểm ánh sáng tròn mờ lên thẳng cô Vi đang bay. À, thấy rồi, xin cho mục tiêu. Lúc này không còn cần mật mã mà nói trực tiếp và bạch hóa. Lima Shakli, nghe đây. Lima Shakli, nghe đây. Ngay tại triền suối, hướng Tây, cách khoảng 1000 mét. Papa Oscar nhận rõ, chuẩn bị Beno cho oanh kích. Một Phantom F4 lúc này đang bay trên trời. Papa Oscar, đây là Lima Shakli. Tao sửa soạn làm tình. Xin cho ý kiến và trái pano vàng. Một cú bay xuống như tia chớp, chiếc Covey lao nhanh trực chỉ mục tiêu và trái rocket đã được bắn ra. Nhìn làn khói trắng bốc lên, tôi ước lượng và gọi Covey. Lima Shakli, mục tiêu 200 mét về hướng Bắc, ngay triền suối. Ok, Papa Oscar, hãy nhìn đây. Covey đảo nửa vòng cung, chúc xuống. Thêm một trái rocket thứ hai xuống mục tiêu. Máy bay múc thẳng lên cao, nghiêng nghiêng rồi ngửa bụng lên trời. Tí sau mới lật lại, bay bình thường. Với câu hỏi, Papa Oscar, đúng mục tiêu chưa? Tao chơi có khác không? Lima Shakli, đúng rồi, thật tuyệt. Anh trình diễn giống như Elvis Presley. Cảm ơn Papa Oscar. Liên tiếp theo sau, chiếc F4 xà xuống một trái bom ghim ngay mục tiêu khói trắng chỉ điểm. Tiếng nổ vang dội và một cột khói lửa bao trùm bốc cao. Ngay đầu tiên, hắn đã xài loại 500 cân Anh. Trên bầu trời lúc này còn thêm chiếc A1 Skyranger chả biết đến từ lúc nào, bất thần theo sau chiếc F4. Máy bay như ngừng lại khi khai hỏa một loạt đại bác 50 và rồi hất ra tung tóe như đậu vải những trái bom bi cứ như nắm tay một, rồi nghiêng nghiêng tăng tốc vút lên cao. Chợt tôi hốt hoảng, nhìn thấy làn đạn xanh đỏ từ dưới đất bắn lên. Lima Shakli, đồ chơi có gai, người thấy gì không? Xanh đỏ đang lên với bạn.
Cảm ơn, Papa Oscar, thấy rõ 5 trên 5. Có lẽ còn trước cả bạn, nó sẽ căm họng. Chiếc Phantom tiếp đến bổ nhào xuống và cắt một lúc hai trái bom rồi biến mất sau cột khói mịt mù. Tiếng nổ khủng khiếp tạo sự chấn động mà chỉ những kẻ có tinh thần thép mới không khỏi sợ hãi khi mắt chứng kiến cảnh hải hùng bom đạn khói lửa bao trùm. Oscar, ghi nhận có tiếng nổ phụ, xin xác nhận. Lima Charlie, đúng rồi, và cháy dữ dội, có thể là kho tồn trữ nhiên liệu. Trên cao, họ tin tưởng thật, lúc này bình tâm tôi mới nhận ra và báo cáo. Tới tấp đánh vào mục tiêu, chiếc A1 bổ nhào ném thêm hai trái bom napalm. Một vệt dài toàn lửa cháy dần loang, tung lên những cuộn khói đen kịt. Trên bầu trời đã mất hút chiếc F4 và chiếc A1 cũng dần nhỏ. Sau đám mây cuồn cuộn trắng, chỉ còn lại chiếc Covey quần đảo để ghi nhận cùng xác định kết quả. Papa Oscar, tạm biệt, thằng nhóc. Ta đã biết My là ai rồi. Chuyển lời khen đến My, con trai. Ta đi lo phần việc tiếp theo. Tháo gỡ hai trái mình Claymore phòng thủ, Quang và Hào đã sẵn sàng di chuyển. Ngoài mục tiêu, vẫn tiếng nổ rời rạc và lửa khói bốc lên. Toán nhanh chóng vượt con suối trống trải, biến vào khu rừng bên kia. Tiếng súng quanh quanh vẫn bắn cứu một truyền tin hay đang có một cuộc truy lùng của địch. Chiều tà mang màu nắng vàng, nghịch soi rọi trên khuôn mặt mỗi người. Tàn cây rừng thưa cao ngất, không đủ sức che chắn ánh nắng tạo cảnh thu não lòng trên cùng hình ảnh năm cái bóng dài như ma quái chập chờn. Cố gắng di chuyển thật nhanh để kiếm tìm sự che chắn, Toán bất chấp sự nguy hiểm vì chẳng còn con đường khác. Phải nhanh chóng thoát khỏi khu rừng thưa này. Mọi lo lắng rồi cũng qua, địa thế lại thuận lợi. Chúng tôi ăn cơm trong ánh sáng còn sót lại trong ngày, tìm được chỗ ngủ. Khi bóng tối bao trùm, núi rừng bỗng trở nên yên lặng kỳ quái, như cố đẩy lùi những sao động vừa qua. Vài tiếng hú gọi nhau, thê dài như có vẻ nhớ nhau, trong ánh trăng chiếu rọi xuyên cành. Năm chúng tôi im lìm, lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Tiếng ngáy của thằng Hào làm tôi tỉnh giấc, chửi thề trong bụng. Tôi nhoài người đưa tay lay gọi nó. Mẹ cái thằng, đồ chết tiệt, ăn cho đẩy mắm ruốc vào, ngủ rồi ngáy. Xem đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Tôi nín cười vì bất chợt được thưởng thức bản hợp tấu tiếng người ngáy và gà gáy xen lẫn tiếng đệm âm trầm của thú rừng xa xa. Điệp hình như cũng đã thức. Trần Quang xích lại phía tôi rủ hút thuốc. Tôi buộc miệng dứt khoát. Không được. Ánh trăng treo ngang in nguyên cành lá trên khuôn mặt tảng tò của Quang đã xấu lại càng xấu thêm. Hai trái Claymore phòng thủ đã được thu hồi. Toán chuẩn bị di chuyển. Sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn và cái lạnh ướt hai hàng mi. Có tiếng súng nổ, rồi bên này đáp lại. Địch đang truyền tin cho nhau. Đến một con suối cạn, bên kia dốc cao, ngồi quan sát địa hình, Châu và Điệp đang so lại bản đồ và địa bàn. Hướng đi được xác định, phải vượt suối và khắc phục dốc cao. Châu và Điệp sang trước, ba người bên này yểm trợ. Đã có những hòn đá theo chân của Châu, Điệp lăn xuống lòng suối, phát ra những tiếng va chạm lớn trên đà lăn, gây sự nguy hiểm chú ý nếu địch ở gần. Bắt đầu ba người còn lại vượt qua dưới sự yểm trợ của hai người sang trước. Và hướng đi của Toán, phía trước thoai thoải cánh rừng thưa, cây cao bóng cả. Nắng chói rọi một màu vàng vào từng đốm bãi cỏ bên dưới mà không bị che chắn bởi những tán cây dâm mát. Xa xa tích ngoài, bìa rừng xanh thẳm, đẹp như tranh vẽ. Địa thế thật bất lợi và rất nguy hiểm cho di chuyển và tác chiến. Lộ nguyên hình trong nhiệm vụ thám sát đồng nghĩa với nhất chính nhì bù. Thiếu úy Điệp ra lệnh phòng thủ đợi Kobe, vì thường vào giờ này đã lên bao vùng. Một con khỉ đực lông vàng to lớn, có vẻ đầu đàn, nhăn nhở cười trên cây, tay gãi gãi mân mê, khoe quả quý. Ở phía xa kia, lũ chim líu lo, đanh đá đánh nhau hay đùa giỡn ầm cả một góc rừng.
có tiếng ì ì quen thuộc của cô Vi, rồi thiếu tá Thụ gọi. Tôi gửi ngay bức điện Điệp đưa cho hồi sáng, rồi trao máy cho Điệp trực tiếp xin yểm trợ. Lệnh chấp thuận và Toán bắt đầu di chuyển. Cô Vi vọng ngay trên đầu. Mở cả hơi tay, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng đã vượt qua trở ngại. Yên tâm hơn với địa thế hiện tại. Vẫn tiếng súng cú một quen thuộc, rồi tiếng đáp trả. Sự đe dọa tinh thần căng thẳng hay một cuộc bao vây đang hình thành vì điên tiết bởi trận oanh kích ngày qua. Khinh binh châu bỗng dừng lại. Tôi và Điệp lên quan sát. Con đường rộng cách chúng tôi chừng 8 hay 10 mét ngang hướng đi của Toán. Lên tiếp cận con đường, Điệp chụp ảnh và ghi nhận. Đường rộng 2 mét, dấu vết thường xuyên và đang sử dụng, lá cây bao phủ hết, lòi cả đất. Một vết trượt ngắn để lại dấu dép nghiêng nghiêng, ngoắt tay ra hiệu cho Toán đi lên, chúng tôi vượt qua con đường. Nửa tiếng nghỉ ăn trưa, một tiếng hú lạ tai dài hơi ở hướng bắc, bên này cũng hú đáp lại. Chúng tôi nhìn nhau, lòng cũng đã hiểu. Sự sợ hãi ập tới chen lẫn và len lỏi trong tôi, nhưng rất may chỉ thoáng qua. Ý tưởng vượt khó, lòng lẫn vài gương mặt mấy em Kava xinh xắn thơm như mít đã làm tâm hồn dịu lại. Mồ hôi chảy dài trên mặt người đi đầu thật vất vả, cái mặt bóng lưỡng bởi thuốc bôi trừ mũi và vắt nay lại càng bóng thêm vì mồ hôi. Bất giác mọi người nhìn nhau như muốn hỏi. Tiếng chim ré lên lao sao như đang gặp người lạ. Kệ mẹ nó, tiếp tục, chả có chi. Tiếng nói khẽ của thiếu úy Điệp nghe đanh và gọn, vẻ lừng khần, cho lại tiếp tục mở đường. Một cơn giông buổi chiều, che khuất ánh nắng đã ngả về tây, ranh giới của rừng rậm lui dần về phía sau, trước mặt chấp thoai thoải, trống trải, tối mù bởi những tàn cây khoe rộng, những cây cổ thụ vút lên cao vẻ thách thức. Một con đường lớn băng ngang ở phía trước, chia cắt bên kia rừng chồi non, bên này cổ thụ. Toán khận lại, án binh bất động. Thật đáng ghét, đành chờ tối hẳn. Trung sĩ Quan và Hào vừa giăng xong hai trái mình phòng thủ. Vẫn tiếng súng phát một của địch, vẫn tạo ngay sự khủng bố tinh thần, chẳng làm chúng tôi mê mụ đi. Cơm vừa xong, thì trời vừa tối. Ngồi đợi trăng lên, nhưng thiết nghĩ trăng cũng chẳng đủ sức soi rọi qua những tán cây rậm rạp, nhưng có thể cũng đủ để không khỏi va chạm. Âm thanh núi rừng bỗng bừng bừng trỗi dậy, ma quái, huyền bí, não ruột. Tiếng thú khàn đục, vọng dội thê lương, như mãi mãi cô đơn. Ánh trăng vừa treo chết, cũng là lúc Toán tới chạm con đường, suýt vấp ngã bởi chỗ trũng trên con đường. Bước băng ngang khoảng 5 bước, lại một vết trũng. Cho tôi hiểu rằng đây là con đường cho xe hơi chạy. Báo cáo xong với Điệp, lệnh qua đường tìm chỗ ngủ. Lắng nghe động tĩnh, nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, thấy an toàn, Điệp ra lệnh cho Quan và Hào đi gài Claymore phòng thủ. Cố dỗ giấc ngủ bằng cách nghĩ một chuyện vui, rồi vật vờ chìm dần. Bỗng giật bắn người lên, tiếng nhẹ xoay người từ đồng đội. Vẫn tai dựng đứng, nghe cho rõ hơn. Từng bước, tiếng bước chân và cành cây khô gãy. Địch đang di chuyển thẳng vào Toán. Ánh trăng lao xao qua kẽ lá, không đủ để nhìn rõ quang cảnh. Tiếng bước chân bỗng ngừng lại. Không khí nặng nề lại nặng thêm. Tôi suy đoán địch chỉ cách chúng tôi chừng 4 hay 5 mét. Nhưng rồi có tiếng khục khịch, xong đi thẳng về chỗ chúng tôi. Thở phào nhẹ nhõm. Mọi người hiểu ngay chỉ là thú rừng. Đến gần, con heo rừng cao cả thước đứng đánh hơi một chập mới chịu ra đi. Nẻ kiếp, đêm đến thấy vợ chưa về, bực mình đi tìm, làm hú hồn. Nằm yên được một chập, trong đêm tĩnh lặng, tiếng động cơ ì ì nặng chịch ngay sau lưng chúng tôi. Chắc chắn trên con đường tối qua, với hai vết lõm hai bên, gà gáy lao sao tứ phía. Lâu lâu xen lẫn tiếng người ồn ào, nhưng chẳng rõ nói gì. Trăng đang gặp núi cao bên hông, tỏa ánh sáng mờ đục, đùa giỡn cùng sương mù bay bay theo gió. Nghĩ lại, quả là đêm của những giật mình. Liên lạc xong với cô Vi, chúng tôi lại bỏ sau lưng những gì đã qua. Ngày mới lại đến,
bình thường như đang trong mục tiêu. Mới 10 giờ sáng, cái không khí oi nồng, nắng gắt trên cao và gió biến đâu mất. Thời tiết tạo những cơn mưa đầu mùa. Thấy một địa thế ưng ý, Thiếu Ý Điệp cho toán nghỉ lại ăn trưa. Một chiếc phản lực lang thang ầm ì trên không. Ăn trưa xong, tôi thấy đau bụng lạ kỳ. Mượn chai dầu gió của Châu, dùng móng tay, tôi cạo hai bên khuỷu tay, nhưng chẳng hết đau. Hay tại hũ mắm ruốc của Hà mà tôi đã xin sơ khi sáng. Điệp nhìn tôi e ngại. Tôi kêu quan đưa viên thuốc và rồi. Điệp coi dùm ba lô máy. Tôi tất tả ra ngoài, bẹt xong lá cây, khoan khoái phóng thích của nợ. Kéo quần lên, trong trạng thái thoải mái, xoay lưng chưa kịp về chỗ cũ. Súng ầm ầm nổ chát chúa. Tôi chỉ kịp nghe tiếng của Điệp. Hải cậy đi! Nhanh như chớp, tôi nhắm thẳng hướng bốn người vừa khuất, mặc cho gai rừng quất vào mặt và cổ, cố sức phóng cho kịp đồng đội chạy trước. Thế rồi cảm ơn Chúa, chúng tôi cũng đã cùng nhau một nơi. Vui thoáng qua, bất giác tôi và mọi người cùng nhìn nhau. Chiếc ba lô máy của tôi vẫn còn trong trận địa, ứa gan và hoảng hốt. Rút vội cái máy P90 phóng làn sóng cấp cứu, rồi nóng nảy điên tiết tôi nói. Trở lại lấy máy ngay, chần chừ là không kịp. Tự động tôi lao lên trước dẫn đầu, trở lại trận địa mà cách đây chẳng bao xa. Bên dưới gốc cây, chiếc ba lô nằm ngang, chứng tỏ khi ra lệnh rút, Điệp đã cố kéo mang theo. Quan sát động tĩnh, tôi cẩn thận nhõm từng bước, bốn đồng đội yểm trợ phía sau. Chỉ còn lại khoảng 3 mét nữa, tôi dần bò vào. Ngồi dậy xốc cái ba lô vô vai, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đám trinh sát địch, dưới kia hai tên địch chết nằm sấp, vũ khí văng xa. Thiếu Ý Điệp ra dấu lại đây, di chuyển. Tôi ra thủ hiệu chờ một tí, lẹ làng băng xuống lấy cây AK gần nhất. Tiếc rẽ nhìn cây AK còn lại, tôi tặc lưỡi. Ôi, cũng chỉ làm quà cho mấy ông Tây mà thôi. Cây rừng chằng chịt, cản trở nhiều và lấy đi bao sức lực. Nhìn đôi găng tay đen của Châu, đã thấy rõ những vết xước trắng ẩn. Mừng rỡ khi nghe tiếng cô Vi, bật điện đàm tôi gọi ngay. Bravo đây, Whisky, toán đụng địch xin trợ giúp khẩn cấp. Whisky, tao đang tới, yên tâm. Tôi nhận ra tiếng nói đặc biệt của đại úy Stotter, thanh tao như gái. Lấy cẩm nang mật mã, tôi đọc và gửi lên cô Vi báo rõ hình và xin chiết xuất vì toán đã bị lộ. Tạm nghỉ mệt ngồi chờ quyết định, Hào đang mân mê cái AK và lắc lắc tay, ra dấu vô ích, súng hết đạn rồi. Trong máy có tiếng gọi toán và đại úy Stotter thông báo yêu cầu đã được chấp thuận và xin cửa sổ nhà tôi. Móc trong túi áo ngực lấy cái gương chiếu thẳng lên cô Vi. Whisky đi về hướng đông 200 mét, có bãi đáp. Thông báo của Thiếu Úy Điệp, toán vội vã di chuyển rẽ ngang hướng đông được chừng 100 mét. Phía trước cây rừng thưa, từng bụi rậm rải rác chen lấn nhau. Điệp ra dấu ngồi xuống quan sát địa thế. Toán đang đứng trên ngọn đồi, xa xa một khoảng trống, bãi cỏ vàng nhẫn nhơ dưới ánh nắng vàng quá trưa. Thoát người vì tiếng hú ngay sau lưng, kèm theo tiếng người. Rất nhanh, toán đều tìm được mỗi người một gốc cây và sẵn sàng. Tôi gọi ngay cho cô Vi báo đụng địch và xin trợ giúp. Tiếng chân người xen lẫn những cánh tay, vẹt cây rừng, từ từ đến thẳng chúng tôi. Sự căng thẳng hồi hộp trên từng nét mặt. Gần tôi, Hào đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt. Tôi tim như ngừng đập theo từng bước chân của địch. Châu và Điệp tay đang mở bao bi đông nước, trong có chứa khoảng 20 trái lựu đạn mini. Loạt đạn đầu tiên của trung sĩ quan đã làm hai tên địch đi đầu vật ngửa mà chẳng kịp nhìn thấy ai. Tiếng hô hoáng ra lệnh bỗng chốc ầm ĩ sau loạt đạn của quan. Tiếp đó, cái không khí nặng nề lại đè lên hiện trường, kèm theo một súng cọng lá cây rừng. Bên này đồi, nghe thấy tiếng quát thúc giục, toán chúng tôi đang bị bao vây bằng hai cánh quân. Địch đã đến gần và trực diện với chúng tôi bằng những loạt đạn phủ đầu áp đảo. Nép vào gốc cây,
nhìn những vết đạn cày xước, đất bắn tung tóe. Tôi gọi cô Vi trong lúc bốn đồng đội tác chiến. Bravo, anh có mang theo đồ chơi không? Bật khói vàng cho anh chơi nhé. Whisky, rất tiếc tôi không trang bị đồ chơi. Hãy cố gắng. Con hổ mang đang trên đường đến, chạy ra bãi đáp sau lưng. Bằng vào hỏa lực của mình, Toán cầm cự nhờ vào địa thế thuận lợi trên cao. Chúng tôi chơi lựu đạn dễ dàng và chính xác. Quang bò ra sau chúng tôi, lo gài trái Claymore để mở đường máu. Tay đang sởi cuộn dây điện, bấm mình. Bất thần tiếng hô, muốn sống đầu hàng đi, chúng mày bị bao vây chặt rồi. Đáp trả bằng một băng đạn vào chỗ tiếng nói, nóng nảy và điên tiết, tôi gào lên chửi thề. Bên dưới, Quang đã gài mình xong ra hiệu cho Toán rút xuống từng người. Đòn cân não và những loạt đạn qua lại chứng tỏ địch không đông. Giờ này địch đã chiếm được vị trí cao mà chúng tôi mới bỏ lại. Bên gốc cây to bạch, Điệp chỉ chiếc ba rô rách, đạn cày phá tung bên hông, nước trong bi đông giờ chỉ còn nhỏ giọt. Trên kia bốn cái xác địch nằm dài xuôi tay, quanh những cây súng lâu lâu xuất hiện bắn xối xả vào chúng tôi. Địch đang muốn làm cỏ Toán tôi. Tiếng súng xối xả của hai bên đánh bật tiếng cô Vi mà có để ý mới nghe thấy. Tôi vẫn bấm mở máy đàm để cô Vi có thể theo dõi tình hình và thưởng thức diễn tiến trận đánh bằng âm thanh. Có tiếng thét thúc giục của cấp chỉ huy địch. Những đàn đạn cày xới hất tung đất cát lên cao và lả tả vỏ cây văng vãi trên đầu và vai. Cây M79 của Hào tỏ ra thật hữu hiệu, áp đảo trận địa. Hào chứng tỏ sự nhanh nhạy, thông minh, chính xác trong tác chiến. Cây M79 của hắn thật tuyệt vời, đã làm khẩn lại cuộc tấn công. Vì sau tiếng nổ của những trái M79, phía địch gần như phải lo chống đỡ hoặc ẩn nấp. Nhuần nhuyễn trong bài bản chiến thuật, lúc này mới thấy được tính hữu dụng của những giờ khó nhọc thực tập. Chiếc cô Vi xà xuống thật thấp, bay theo kiểu khủng bố, với tiếng động cơ hết cốt. Ào ào trên trận địa, đèn xanh đã được bật trong chiến thuật quen thuộc. Cô Vi gọi tôi. Whisky phá vòng, chạy thẳng ra bãi đáp hướng đông. Tôi báo cáo cho Điệp hiểu, Điệp ra lệnh chơi lựu đạn. Bất chấp, Toán đồng loạt đứng lên. Mỗi người tay lựu đạn, lấy hết sức ném về phía đối phương. Trung sĩ quan nổ trái Claymore. Toán chúng tôi hè nhau vắt giò lên cổ, chạy thục mạng, nhắm hướng đông có bãi đáp. Dưới sự che khuất bởi khói và đất cát mịt mù của lựu đạn và mình nổ, cố hết sức, kết cục cũng ra được bìa rừng và thấy rõ những chấm đen của trực thăng đang lao tới. Thoải mái và phần nào lạc quan, nét hân hoan hiện lên từng khuôn mặt chờ đợi trực thăng bốc về. Whisky Yankee, con trai, mở cửa đi. Thiếu úy Điệp ra khỏi cây rồi lắc gương. Whisky Yankee, thấy rồi, tiến ra khoảng trống. Một trực thăng sẽ bốc hết Toán. Tiếng trực thăng chém gió đang quần ngự trên đầu. Hai chiếc Cobra vòng chờ đợi sự điều khiển của cô Vi. Trên cao, bốn chiếc Kinh Bi vẫn chưa chịu hạ thấp. Whisky Yankee, ra ngay bãi đáp và chuẩn bị pano vàng. Hãy, coi chừng phía bìa rừng. Toán chạy thẳng ra bãi trống, vứt pano vàng theo mật lệnh. Trong lúc loạt rocket đầu tiên, 4-5 trái được phóng xuống, nổ tung dài theo bìa rừng. Xa luân chiến, tiếp theo sau, Cobra thứ hai bay đầu chút chút. Tiếng đại liên mini cùng 40 ly tự động nghe phần phật, rồi nổ văng vãi dưới đất. Hai chiếc Cobra đã vòng hai, cũng là lúc chiếc King Bi đang xuống bãi đáp. Phía sau hỏa lực của Cobra đập thành hàng rào thép cho King Bi, chiếc Cobra thứ hai lù lù phía sau. Nằm vội xuống đất, trong khi từ bìa rừng, cách Toán khoảng 50 mét, tiếng súng thi nhau nổ. À, mày chơi cú chót. Tôi thấy rõ chiếc King Bi xẹt ngang qua đầu, cây đại liên M60 phun ra lửa, người xạ thủ đứng hẳn lên, vải đạn xuống bìa rừng. Nhưng trực thăng bỗng bốc lên cao. Hỏa lực của Cobra chơi bằng đủ mọi đồ chơi hiện có. Toán chúng tôi nằm chết dí tại bãi đáp. Địch đang nỗ lực chơi máy bay, tạm tha cho chúng tôi. Vẫn xa luân chiến,
hai cobra thi nhau tận dụng mọi hỏa lực và đang áp tải chiếc Kinbi xuống bãi đáp. Người xạ thủ trên Kinbi nổ tới tấp vào bìa rừng, trong khi hỏa lực từ cobra cày tung tóe đất cát. Một địa ngục lửa thép, nhưng rõ ràng là một thằng điên đứng chạy với cây thượng liên nồi, xối xả bắn vào trực thăng. Lạ lùng, cây M60 trên trực thăng không làm hắn ngã được. Kinbi đáp thẳng xuống bãi. Hai cobra vẫn bận bịu ở bìa rừng, nhưng không thể ngăn được chừng cả chục tên địch đứng chạy bắn đuổi theo chiếc Kinbi. Trên trực thăng, tôi giơ cao khẩu AK chiến lợi phẩm, dí thẳng vào mặt đối phương. Toán về đến CCC, trời vừa ập tối. Nhân viên phòng hành quân ra đón, tay bắt mặt mừng, chiếc Kinbi đang được soi đèn đến vết đạn. Ông thiếu tá người Bỉ giơ cao cây AK, tôi mới trao, miệng cười ha hả. Trên sân lúc này chỉ còn 3 chiếc Kinbi, hỏi ra một chiếc bận đưa người xạ thủ bị thương lên tận tay cô. Lôi Hổ Nguyễn Văn Hải, Toán Hải Sơn CCN, Chiến đoàn 1 xung kích, Sở Liên lạc, Nga Kỹ thuật.